Ok, hello anh em. Cuối cùng thì tôi cũng đã quay trở lại rồi đây. Tôi biết là mấy hôm nay có rất nhiều anh em hóng clip mới. Đấy, nhưng mà rất tiếc là trong 3 ngày vừa qua thì không có bất cứ một clip mới nào ra cả. Có rất nhiều anh em nhắn tin cho tôi, thậm chí là có cả anh em donate cho tôi với cái mong muốn là trong mấy cái ngày vừa qua tôi ra clip. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc, phải xin lỗi anh em là tôi không thể ra clip được trong mấy ngày vừa qua. Cái lý do tại làm sao mà tôi không ra được clip thì tôi xin phép được để lại cái phần sau tôi chia sẻ cho anh em. Còn trước tiên thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các anh em đã donate ủng hộ tôi cũng như là đăng ký hội viên ủng hộ tôi trong mấy cái ngày vừa qua. Đấy mà tôi chưa có dịp cảm ơn. Phải nói là rất là bất ngờ khi mà trong mấy cái ngày tôi nghỉ có rất nhiều anh em donate cũng như là ủng hộ. Đấy thì xin được chân thành cảm ơn anh em Đinh Văn Cường đã donate 500k cũng như là đăng ký hội viên mới của kênh. Xin được cảm ơn bạn Lê Khả Hưng và bạn Trương Hương, mỗi bạn donate cho tôi 200k, kèm theo cái lời nhắn là mong muốn là công việc của tôi sẽ sớm hoàn thành để tôi có thời gian ra clip mới. Ngoài ra tôi cũng xin được cảm ơn anh em Vũ Đức Lộc và anh em Đặng Minh Trung, mỗi anh em donate cho tôi 50k. Bạn Đặng Minh Trung thì có nhắn lời nhắn là tôi giữ gìn sức khỏe để có sức khỏe tiếp tục phục vụ anh em. Rất là cảm ơn bạn Đặng Minh Trung đã lo lắng cho cái sức khỏe của tôi. Úi rồi, quả này là có thể đánh được cái chuỗi thắng rồi đấy. Ra được con Heaven Bomber 2 sao đầu ngon anh em ơi. Đấy, bây giờ đợi cái Berlin nữa là tuyệt vời. Được, chơi Go Berlin à? Có chơi được không? Trận này có bom nhưng không có máy bay. Thực ra thì có bom không có máy bay, và thậm chí là không có bom không có máy bay thì tôi vẫn có thể chơi được Go Berlin. Trận này có lên chơi Go Berlin không? Thôi để hồi sau nhá anh em nhá. Đấy, đọc nốt tin nhắn của bạn Vũ Đức Lộc đã. Bạn Vũ Đức Lộc thì có mong muốn là tôi sẽ ra một cái clip vào tối thứ bảy tuần này. Đấy. Tối thứ bảy tuần này nhá anh em nhá. Thì hẹn anh em tối thứ bảy tuần này sẽ có một cái clip siêu phẩm luôn. Thực ra là clip ý thì nó có sẵn hết rồi anh em ạ. Trong cái khoảng thời gian mà tôi nghỉ ý, là clip top 1 thì nó vẫn ra đều. Tuy nhiên là không có cách nào để có thể là up được lên. À không phải, nói thế thì cũng chưa đúng lắm. Không phải là không có cách nào có thể up được lên, tôi nhầm, mà là không có cách nào để có thể là biên tập và up được lên. Thế lý do là tại làm sao ông này cứ nói úp úp mà mở. Thì từ từ đã anh em. Trước khi đến với cái phần lý do lý chấu của tôi thì tôi cũng vẫn phải là coi như là xin cảm ơn các anh em đăng ký hội viên mới. Cái này nó là truyền thống rồi nha anh em nhá, không bỏ qua được. Đấy. Anh em nào mà đăng ký hội viên thì chắc chắn là sẽ được gửi lời cảm ơn ở trong video nha anh em nhá. Đấy thì xin được cảm ơn anh em Đinh Văn Cường, anh em Vũ Luân, anh em CSM Rap, anh em Nguyễn Việt Anh và anh em Phạm Quang Huy là các anh em hội viên mới ở kênh. Úi rồi, thị vệ thường ngày cũng lên được 2 sao rồi này. Ui mà lại còn thêm một con nữa, lẻ một con mua luôn. Run cái nào. Ui được đấy, được đấy. Form bài như này là khả năng là chơi Go Berlin rất cao nha anh em nhá. Đầu game mà cho hai con thị vệ hàng ngày này mà nó lên 2 sao ấy. Mà chút nữa thôi khi mà tôi ra được một con mèo rồi ấy là nó uy tín luôn anh em ạ. Cái đội hình này nó là cái đội hình mà đầu game nó xuất hiện cái kiểu dạng như thế này này là chắc chắn là lên chơi là Goblin, lên chơi Goblin. Đấy. Đồ này thì cũng rất là ok. Đấy, tôi có thể là lấy cái trượng phép này luôn. Thôi chốt Goblin rồi lấy trượng phép luôn anh em ạ. Lấy là để dành để còn chưa biết là chơi hệ vật lý hay là đam phép bắn trưởng kỹ năng, nhưng mà bây giờ tôi khẳng định luôn với anh em nhá là như thế này ấy, là chơi Goblin, chơi hệ là bắn trưởng. Thế cho nhanh. Rồi ok. Mua hết thôi anh em. Có free roll thì cứ mua hết xong roll. Rồi không có gì ở round này. Rồi ok. Bán con gì đi nhở? Unicorn. Sáng tàu nhanh Goblin, xong rồi chiều ra cố gắng ra một cái clip nữa. Được không anh em? Nhá. Hôm nay sẽ cố gắng làm bù những cái ngày mà tôi nghỉ tôi không làm. Thì hôm nay cố gắng làm bù. Đấy. Chắc là anh em sẽ rất là thích trong ngày hôm nay. Rồi sẽ cố gắng nhá anh em nhá, để hôm nay ra hai clip và nó chẳng có cái điều kiện gì cả. Hôm nay là tôi coi như là tôi tạ lỗi với anh em thôi. Tôi cố gắng tạ lỗi với anh em bằng việc ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, rồi ngày kia, rất có thể là sẽ là ngày kia nữa nhá. Thì mỗi ngày nó sẽ ra hai clip để cho anh em bù đắp những cái tình cảm của anh em dành cho tôi. Đấy, mặc dù là tôi cũng phải khoe với anh em là trong mấy cái ngày vừa qua ấy, khi mà tôi nghỉ tôi không ra clip thì kênh nó vẫn đang là phát triển rất tốt. Phát triển rất tốt. Đấy, view tăng đều,
sắp tăng đều. Có anh em donate ủng hộ, có anh em đăng ký hội viên. Đấy, rất vui. Cái này tôi không cổ suý cho cái việc của tôi lười mà anh em vẫn ủng hộ. Không nha anh em nhá. Cái này là tôi chỉ muốn nói là cái kênh nó đang phát triển rất tốt. Đấy, và sẽ cố gắng, anh em nhá, sẽ cố gắng để duy trì được cái sự phát triển của kênh bằng cái việc là bù đắp lại cho anh em. Nhá anh em nhá, anh em yên tâm, sẽ bù đắp lại cho các anh em. Yên tâm. Nhá, còn tôi nghĩ là tôi có lý do, mà lý do là hoàn toàn là thuyết phục và chính đáng. Đấy, anh em chỉ cần nghe xong cái lý do thôi là anh em hoàn toàn anh em tha thứ cho tôi luôn nhá. Còn lý do là gì thì tí nữa tôi mới tiết lộ. Cày nhá. Cày phết đấy nhá. Có mỗi cái lý do mà mẹ rền rừ mãi đéo tiết lộ. Cày thật. Cứ kiểu phải câu phải xem hết clip để biết được cái lý do ấy nhỉ. Từ từ bình tĩnh anh em nhá. Mình cứ từ từ mình nói chuyện với nhau mà. Mình xem clip mình, thứ nhất là chơi game, thứ hai có thể trò chuyện tâm sự với nhau một chút cũng làm sao. Lý do thì nó cũng là tâm sự thôi. Nhá anh em nhá, cứ bình tĩnh. Ui rồi, chết mẹ mất chuối rồi. À, nói to thế. Chơi Feather bánh trượt không bắn trưởng được anh em ạ. Cay nhỉ. Rồi, cũng tâm sự với anh em là như này. Thực ra thì mấy cái hôm tôi nghỉ ấy, cái view của kênh ấy nó vẫn duy trì ở cái mức bình thường. Khi mà tôi ra clip hàng ngày ấy, nó giống như cái việc tôi ra clip hàng ngày. Đấy, thì hóa ra là anh em khi mà tôi không ra clip mới thì anh em lại tìm những cái clip mà anh em chưa xem. Các anh em chưa xem, các anh em tìm lại, các anh em xem. Nó cũng có cái hay của nó anh em ạ. Cái thứ nhất ấy là tôi đẩy được cái view của những cái clip cũ của tôi lên. Những cái clip rất hay. Những cái trận đấu phải nói là cực kỳ là mãn nhãn, cực kỳ là phải gọi là siêu phẩm. Tuy nhiên là cái hồi đấy thì kênh nó chưa phát triển, ít người biết đến. Chính vì thế nên là những cái clip đấy anh em hoàn toàn chưa xem, chưa được tiếp cận với các anh em. Thì các anh em đã tìm lại và các anh em xem, đẩy cái view của cái clip đó lên. Và cái những cái clip cũ đó nó được lên đề xuất và nó cứ thế nó lên view. Đấy, đấy là một cái rất hay. Đấy, khiến cho những cái clip cũ nó không bị bỏ quên, nó không bị lãng quên đi. Và nó được nhiều người biết đến. Điều đấy nó tăng cái chất lượng đánh giá của YouTube cho kênh của tôi. Đấy, tôi lấy ví dụ thôi. Nếu mà một cái kênh mà nó loàng xoàng ấy, những cái clip nó không hay, xong tự nhiên có một cái clip nó gây sốc, nó bật lên ấy, thì YouTube nó sẽ đánh giá là nó chỉ là một cái, nó gọi là chất lượng, nó chỉ gọi là nhất thời thôi. Đấy, nhưng mà đối với những cái clip mà ở trên một kênh mà cái những cái clip nó ra đều ấy, mà cái clip nào view nó cũng đều, nó cũng cao dần lên. Đấy, nó tương tác nó cũng cao dần lên và nhiều người tương tác, thì tự nhiên YouTube nó sẽ có một cái đề xuất khác, nó sẽ có một cái đánh giá khác. Đấy, cho kênh của tôi, khiến cho các cái đề xuất nó dần dần nó sẽ được cải thiện hơn trên YouTube nha anh em nhá. Minh chứng nó rất là rõ ràng bằng cái việc là bây giờ chỉ cần lên trên YouTube, ấn vào cái ô tìm kiếm, ấn auto chat vào là nó ra cái kênh của tôi ngay. Đấy, nó ra kênh của tôi và các cái video của tôi ấy, nó là cái video của tôi nó ở trang đầu luôn. Đấy, nó rất là hay ở cái chỗ đấy anh em ạ. Ôi ôi, ra một cặp coi như là thị vệ rồi nhưng mà vẫn chưa ra mèo. Bây giờ chỉ cần con mèo thôi là bá chủ luôn rồi anh em ơi. Bây giờ tôi cần một con mèo thôi để tôi kẹp một cặp thị vệ ở đây. Tiếc quá vừa đây gặp cái bọn Feather. Nếu không thì bây giờ là vẫn, hiện tại là vẫn có thể đang có chuỗi thắng rồi đấy. Mà gặp cái bọn Feather nó đánh trượt thì là không tăng mana, không bắn trưởng được anh em ạ. Thôi tính toán là xem ra 11 gặp thằng nào đây. Úi dồi ôi. Trận này bây giờ tôi mới để ý, trận này là có 4 thằng ở mức rank queen luôn. Vãi. Trận này có Ngân 1704 này, Valila này, CS Lifa này, và cái thằng Lemesic. 4 thằng này là queen anh em ạ, phải cẩn thận 4 thằng này, đánh kinh á. Trong đấy là có cái thằng CS Lifa là thi đấu chuyên nghiệp. Thằng này ở đội tuyển Indo, ngày trước là thi đấu cho cái giải nó gọi là World Cup của AutoChess này này, World Cup AutoChess này này. Đấy, nó được giải 3, bọn này được giải 3. Chỉ sau có Trung Quốc với cả Peru thôi. Ngày trước là tôi cũng có live stream. Tôi cũng có live stream với giải này ở trên kênh của tôi. Đấy, anh em quan tâm anh em có thể lên trên kênh, sau đó anh em tìm tường thuật trực tiếp World Cup Community nha anh em nhá. Sẽ ra cái thằng này đánh quỳnh đấy. Mà tôi cũng không biết là thằng này nó có phải fan của tôi không. Nhiều thằng ở trong đội tuyển quốc gia nó fan của tôi đấy anh em. Đấy, ví dụ như anh em, nếu mà anh em từng biết Varuto, cái tên quá quen thuộc rồi. Đội tuyển Malaysia, fan của Tuấn Cơm, có đăng ký kênh luôn anh em nhá. Đăng ký rất lâu rồi, từ những cái mùa đầu tiên. Đấy, anh em biết độ hot của kênh Game Today ngày trước nó như nào. Thế mà đéo ai biết. Lạ thật.
Ok, round này gặp Malila này. Malila này, kinh đấy. Queen mà, cẩn thận mấy thằng Queen. Nói chung là mấy thằng như kiểu ngân 1704 kia là cũng phải cẩn thận. Eco xong rồi đéo ai phá. Tí nữa rồi lại comeback nó đấm cho từng nhà sấp mặt. Có áp 7 không nhỉ? Tôi nghĩ là bây giờ mình bỏ cái bộ mech đi anh em ạ. Thôi bây giờ thắng thì mới được công nghệ. Thay con ọc vào xong rồi cho cái con zipper ra được rồi đấy. Tầm này thì xem nào. Đây, như này là ok nhất này. Thôi chúng ta bỏ mech đi. Phải thắng mới có mech cơ, nhưng mà tầm này chưa chắc đã thắng ở đâu. Khó anh em ạ. Đấy mà chơi trận này tôi nghĩ là chơi theo sách giáo khoa của Tuấn Cơm. Chơi theo sách giáo khoa của Tuấn Cơm là thôi chúng ta giữ lại ở level 6, xong chúng ta giữ 50 tiền chúng ta roll thôi nhá anh em nhá. Chứ không lên 7. Đấy, chơi roll ở 6 luôn, hyper roll ở 6. Đúng bài của Tuấn Cơm luôn nhá. Đấy, chiến thuật coi như là gamble. Hyper roll ở level thấp. Kiếm 3 sao, chơi không cần phải quan tâm đến cái bộ truyền thuyết của Goblin luôn. Chúng ta chơi ở level 6. Rồi chúng ta roll 3 sao, tất cả những con Goblin lên 3 sao rồi chúng ta chơi nhá. Đấy, sách giáo khoa đã được xuất bản. Đấy, nhà xuất bản Game Today đã coi như là trình diễn cho anh em rồi. Nếu mà anh em chưa biết video clip đấy thì đến cuối video clip này tôi sẽ có cái đường dẫn nha anh em nhá. Link nó sẽ ở cuối video. Đấy, cho anh em nào mà tham khảo cái chiến thuật gamble rất hay. Có một cái trận đấu mà tôi chứng minh được là chúng ta có thể chiến thắng được với một cái bộ Goblin mà chơi theo cái lối bình thường, là kiếm những cái con như là con bom, con máy bay và con ca lông. Đấy, để chơi. Đấy, nhưng mà tôi vẫn thắng được. Thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là chơi theo cái cách của tôi nó cũng rất là ok. Đấy, còn trận này thì chúng ta vẫn tiếp tục là như thế nhá anh em nhá. Chúng ta quay trở lại với cách của tôi, nó rất hiệu quả. Và cũng lại rất là tiện là ở trong cái trận này nó có tới 4 thằng nó chơi ở cái mức rank Queen. Đấy, thì rất hiệu quả để chúng ta test thử xem là với cái lối chơi của tôi thì nó có ok không nhá anh em nhá. Lên 7, tôi nghĩ là bây giờ lên 7 được. Lên 7 đi. Rồi ok, chúng ta sẽ roll ở 7. Đấy, tự nhiên tôi lại đang có chuỗi thì tôi lại phải up 7 thôi. Tôi lại phải up 7 để tôi giữ cái chuỗi này. Chứ còn nếu mà 6 thì hơi đuối. 6 đuối, nó đuối hơn so với cả những cái thằng mà nó chuẩn bị nó comeback như cái thằng Ngân 1704 kia là nó sẽ khá là nguy hiểm đấy. Trong cái giai đoạn tiếp theo là phải hết sức cẩn thận. Chúng ta sẽ phải coi như là kiếm được cái con mèo để chúng ta tận dụng được những cái cặp ở trong cái con game này. Những cái cặp ví dụ như là chút nữa là chúng ta sẽ có một cái cặp Heaven Bomber ở đây. Hoặc là một cái cặp gần nhất là có thể là một cặp Skybreaker chúng ta có thể tận dụng được. Ok, cặp thằng CS Lifa này là khả năng là nó sẽ là tương lai là sẽ chơi là cái gì đấy? Chơi God. God ca lông, trận này có ca lông, chơi God đỏ. Đây rồi, ui giời, được đấy. Một cặp ở đây nhưng mà chưa có mèo anh em ạ. Trận này hơi đen nhá, chưa ra con mèo. Tôi rất cần con mèo ở đây. Mà như này thì có thể là lên 8 được chưa? Này tôi nghĩ là thậm chí là ở round 16 là chúng ta có thể up lên 8 được rồi đây anh em. Lên 8 và roll ở 8 cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ không lên 9 nữa được không? Chúng ta dừng lại ở 8 chúng ta roll 3 sao. Được không? Được không nhở? Thực ra thì vẫn là sách giáo khoa ở Tuấn Cơm thôi. Không khác gì anh em ạ. Chỉ có điều là chúng ta có thay đổi một chút do cái tính chất, cái thực tế của trận đấu thôi. Là lên 8 chúng ta roll, bởi vì bây giờ ấy đang có chuỗi và có rất nhiều cái con 2 sao để có thể kẹp vào trong cái trận đấu này. Bây giờ roll ở 7 nhiều khi là nó lại sẽ bị mất cái chuỗi này. Bây giờ nếu mà cố gắng giữ cái chuỗi này tiếp thì tôi nghĩ là lên 8 kiếm con mèo và nó là tuyệt vời nhất anh em ạ. Điều tuyệt vời nhất là ra con mèo, sau đó thì là bỏ cái con ọc ra thay con mèo vào là rất là ok. Rất là ok luôn đấy. Bỏ con ọc ra này, bỏ một con tôi lấy ví dụ như là con Skybreaker là có thể bỏ ra cho mèo và Heaven Bomber vào run cái. Ok, thôi nha anh em nhá. Vậy là không ra là thôi, tôi áp cấp luôn. Chúng ta trận này ấy, là tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải lên 8 để giữ cái chuỗi anh em ạ. Theo tình hình thực tế mà chơi thôi, chứ cũng đừng có quá là lý thuyết. Lý thuyết đây vẫn là lý thuyết nhá, nhưng mà sẽ phải hyper roll ở level 8. Chúng ta sẽ không áp cấp, chúng ta sẽ không áp cấp mà chúng ta sẽ hyper roll. Tuy nhiên là sẽ hyper roll ở level 8.
Ok, xin nhắc lại là ở level 8 nhá. Rồi. Rồi chúng ta sẽ phải lấy thêm những cái viên ma lăng. Chúng ta chơi Goblin thì chủ yếu nó vẫn là lấy ma lăng thôi anh em ạ. Chủ yếu nó sẽ vẫn là ma lăng. Búa xét thì sao? Cũng được. Lấy thêm cái búa xét nữa. Ok. Tất cả những cái món đồ này nó có một cái mục đích duy nhất. Đấy chính là chúng ta tăng cái tốc độ để có thể tung được cái skill nhanh nhất có thể thôi. Mục đích nó là như thế thôi anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta, tôi nghĩ là mất chuối thì cũng phải chịu. Mất chuối nhưng mà chúng ta sẽ phải giữ tiền 50 tiền. Rồi chúng ta sẽ đôn tiếp nha anh em nhá. Ok, gặp thằng này ăn được không? Gặp Warrior vẫn có cửa ăn. Bắn trưởng thì vẫn có cửa ăn anh em ạ. Warrior này giáp trâu thôi nhưng mà kháng phép của nó yếu. Rồi chúng ta vẫn đang bắn trưởng rất tốt ở đây. Ok 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 ok. Hai con Heaven Bomber vẫn đang làm rất tốt. Rất tốt. Ui rồi, có ăn được không vậy? Chúng ta còn 4 con, ăn được. Trưởng bắn mạnh lắm. Được rồi, ok ok ok. Rất ok, cắt chuỗi luôn. Ui, cắt chuỗi của thằng Le Messick. Được quá nhờ. Ui rồi, mà còn được hơn khi mà ra con bom ở đây. Ui rồi ôi. Thời đến cản không kịp rồi anh em ơi. Thời đến cản không kịp. Như nào nhờ? Đây, cho con bom một cái. Xung kích cho nó tung trưởng nhanh. Rồi tôi cắt chuỗi được của một thằng Queen. Sau đó tôi lại ra con bom. Up lên 8 nó cũng có lợi thế của nó ấy chứ. Ok chưa? Nhân tiện là ở đây có con Grimchok. Không biết là có nên mua không? Mua kích hệ Goblin à? Mua kích hệ 6 mech đúng không? Chưa có mèo. Ra mèo là kích hệ 6 mech, 6 Goblin. Chơi ở level 9 à? 6 mech, 6 Goblin. Trận này không có máy bay anh em ạ. Vấn đề ở đây là cái trận này nó không có máy bay. Ui dồi, vẫn chưa ra con mèo này. Thực ra ấy thì bây giờ sáu Goblin được chưa? Ok, nhưng mà đánh ở level 9. Nhưng mà như thế là phải chơi ở 9 anh em ạ. Không được rồi. Thế thì nó sai sách. Nó sai sách của tôi. Nó sai sách của tôi bởi vì như thế là chúng ta sẽ phải chơi ở level 9. Còn mẹ, bây giờ bọn nó xem bọn nó soi tôi dã man luôn. Thôi anh em ạ, tôi nghĩ là tôi bán lấy con Grimchok đi. Không chơi kiểu thế nha anh em nhá. Có chuỗi này, anh à, thằng này chơi gì đấy? Hunter à? Cắt được không? Khó 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 khó. Cắt được chuỗi không nhờ? Khó đấy. Ui dồi ôi, tôi lại cắt chuỗi được của thằng Valila. Lại một thằng Queen nữa. Ui dồi, được quá mẹ. Trời ơi, đúng là thời tới cản không kịp rồi anh em ơi. Mèo ra luôn này. Giờ kẹp hai quy giạt vào. Kích hệ 6 Goblin 6 mech. Chưa thấy không? Ui ra Velom rồi. Thôi anh em ơi, chơi hàng real thôi. Anh em ạ, trận này chơi real luôn. Nói chung ý là trận này tôi không có chơi 6 mech đâu. Anh em ạ, tôi roll 3 sao thôi nhá anh em nhá. Vẫn đúng sách giáo khoa. Đúng sách giáo khoa thôi. Đúng sách giáo khoa thôi anh em ạ, không chơi. Đấy, bán luôn. Tôi roll 3 sao rồi tôi chơi. Không việc gì mà phải chơi kiểu kia cả. Trận này nói chung là không có máy bay anh em ạ. Nên thôi bỏ qua đi, không chơi. Được không? Được đấy. Chúng ta đủ bộ 6 Goblin rồi anh em ạ. Mạnh rồi. Bây giờ, bây giờ là lên 9 là kẹp thêm con mèo này vào này là được này. Nhưng mà từ từ đã anh em ạ. Cứ roll ở 8. Như đã nói từ ban đầu là chúng ta sẽ chơi là roll 3 sao hết. Cái bọn 1 sao, à 1 tiền. 1 tiền 2 tiền là lên 3 sao hết cho tôi. Đấy rồi. Cứ bình tĩnh anh em ơi. Giữ được chuỗi khá tốt ở đây. Mà lẽ ra là cái chuỗi này tôi còn giữ ngay từ đầu cơ. Chứ còn tôi hơi bị sơ suất. Tôi bị coi như là mất một round. Và tôi gặp cái thằng ẹp đấy. Thằng phe giờ đấy. Không là bây giờ tôi là cái chuỗi của tôi là cộng 20 rồi. À không phải, cộng 17. À, có chuỗi cộng 17 ở đây anh em. Rồi. Trận đầu tiên sau khi comeback trở lại. Hên thế nhở. Rồi hên thật đấy. Hên thật. Comeback trở lại một cái mà coi như là bài nó như là đặt vào tay luôn. Rồi ok, cứ roll tiếp nha anh em nhá. Không ngại, không ngại, không ngại, không ngại. Đây rồi. Hay lắm. 50 tiền roll thôi anh em ạ. Mất chuỗi kệ nó đi. Anh em.
Bây giờ tôi nói thật với anh em là trận này là nói chung là nó gọi là lắm được long mạch rồi. Lắm long mạch rồi anh em ạ. À. Thời tới cản không kịp nói rồi. Thôi cứ thế mà làm thôi, cứ roll thôi. Mất chuối thì cũng tôi nghĩ là cũng chả sao. Vốn dĩ là trận này nó sinh ra cho tôi rồi anh em ơi. Đấy đúng là như kiểu là mình cũng là có một chút đôi lời coi như là có tâm. Xin lỗi anh em đầu con game. Đấy về cái lý do thì bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho anh em là tại làm sao mà mấy ngày hôm nay tôi nghỉ nhá anh em nhá. Đấy cái lý do thì như thế này. Trong 3 cái ngày vừa qua tôi phải chạy lụt deadline. Đấy thì cũng xin giới thiệu với anh em, với anh em chưa biết là tôi là một kiến trúc sư thiết kế nội thất. Và cái máy của tôi, cái máy mà chuyên để coi như là render ấy, render để anh em có được những cái thước phim tôi up lên trên YouTube ấy. Đấy cái máy đấy thì trong 3 ngày vừa qua tôi dùng để trưng dụng để chạy lụt nội thất anh em nhá, chạy lụt render cái nội thất của tôi. Đấy, cái mảng nội thất của tôi chính vì thế nên là tôi không thể ra được những cái clip để phục vụ anh em. Cái này thì chắc là anh em trong ngành sẽ hiểu hơn, bởi vì là như này này. Bình thường ấy mình làm việc thì cái máy trong cái công việc render ấy, như là ở trong cái mảng nội thất, làm thiết kế nội thất thì render nó sẽ phải thực hiện 100% cái công suất của chip và cái card màn hình của tôi. Đấy và cái việc mà tôi biên tập video clip tôi up lên ấy, nó cũng sẽ tiêu tốn cái tài nguyên của chip và tài nguyên của card màn hình, và nó cũng sẽ tiêu tốn là 100% cái tài nguyên đó. Chính vì thế là tôi không thể làm hai cái việc một lúc được. Anh em nếu mà anh em không biết thì tôi cũng xin chia sẻ là cái việc render một cái bức ảnh nội thất ấy, nó cũng sẽ phải một bức ảnh thôi nhá, nó cũng phải tốn của tôi khoảng 30 phút rồi. Đấy, 30 phút làm việc chỉ để render ra một bức ảnh thôi. Và mỗi một cái công trình ấy thì nó sẽ có khoảng 20 đến 30 bức ảnh tùy vào công trình. Đấy nhưng mà mỗi một công trình thì nó phụ thuộc vào những cái công trình, nó là công trình gì, công trình nhà dân, công trình căn hộ hay là công trình khách sạn, công trình công cộng. Thì thường là những cái công trình đơn giản như là công trình căn hộ ấy, căn hộ chung cư thì nó rơi vào tầm khoảng 4 phòng đến 5 phòng thì khoảng 20 view. Đấy, 20 view 20 bức ảnh. Mỗi bức ảnh 30 phút để anh em cứ nhân lên nhá, là nó ra ngày ngay, nó tương đương với 3 ngày. Đấy 3 ngày làm việc. Và đấy là tôi nói là đấy là cái nó gọi là final ấy, nó gọi là bức ảnh cuối cùng nhá anh em nhá. Còn trước đấy ấy, để mà ra được cái phương án chốt cuối cùng ấy, nó còn phải có những cái bản nháp drop 1, drop 2. Đấy rồi các cái bản project 1, project 2, mỗi cái bản đấy ấy, là nó lại có khoảng chục view nữa. Chục view tương đương với cả 10 cái ảnh. Đấy anh em cứ tính xem cái thời gian nó làm rất nhiều, làm việc cho cái việc thiết kế. Đấy còn may mắn nhá là chúng ta sau cái project 1, project 2 ấy, là nó đến cái bản final và chúng ta còn được kết thúc. Đấy còn nhiều khi là đến final rồi nhá anh em nhá, final nó gọi là cuối cùng rồi đúng không? Nó lại còn chưa xong. Ngày mai tự nhiên khách hàng nhắn tin một cái, anh ơi sửa lại cho em cái này, hay là bạn ơi sửa lại cho tớ cái này. Thì là chúng ta ngay lập tức chúng ta sẽ có file 1, file 2, đấy, đến file handler luôn. Dã hoan chưa, mà mỗi cái file đấy là anh em biết rồi đấy, render lại từ đầu. Anh em trong nghề hiểu nha, anh em trong nghề hiểu ngay. Anh em không cần phải trong nghề kiến trúc của tôi đâu, mà chỉ cần trong nghề design thôi. Trong nghề design thiết kế nói chung thôi là anh em hiểu ngay ra vấn đề. Nha anh em nhá, đấy nè. Đấy tôi chia sẻ là anh em hiểu ngay và anh em thông cảm với tôi ngay. Đấy nên là sau khi mà tôi đã hoàn thành cái công việc thì tôi sẽ bù đắp lại cho anh em yên tâm nhá. Nói chung là đây là tôi coi nó là một cái công việc của tôi nên là anh em yên tâm. Đây nó cũng là công việc của tôi và thiết kế nó cũng là công việc của tôi nhá anh em nhá. Cả hai nó đều là công việc và tôi dành thời gian cho cả hai. Tôi đầu tư cho cả hai nó là như nhau nên là anh em yên tâm nhá. Chả qua là cái gì nó cần phải ưu tiên trước và cái gì cần phải ưu tiên sau là nó phải có cân nhắc. Anh em nhá, yên tâm. Tôi sẽ bù đắp lại cho anh em những tháng ngày mà anh em không có clip để anh em xem. Thì bây giờ anh em yên tâm nhá, anh em cứ xem cho nó ngập mồm đi. Thoải mái đi nhá anh em nhá. Không thiếu clip để xem đâu. Có điều là nó cần một chút thời gian để nó biên tập lại. Đấy, cần phải render. Đấy, cần phải lắp logo vào. Cần phải thêm tên các anh em donate. Cũng như là cần phải biên tập lại những cái gì mà tôi làm clip. Và tôi lúc mà tôi làm clip tôi nói nó có vẻ là chưa ổn thì tôi sẽ chỉnh lại cho nó ổn hơn. Thì chắc chắn là nó sẽ có thêm một chút thời gian để tôi biên tập lại cái clip đó rồi tôi sẽ up lên cho anh em xem nhá. Ok. Rồi, round này hết tiền giữ chuôi luôn anh em nhá.
Rồi, ok. Chúng ta sẽ đưa hết các cái con này lên 3 sao trong round này. Round 26 rồi anh em ạ. Rồi, úi rồi đây rồi, được rồi, chúng ta có thể dừng lại ở đây. Hay lắm. Cho cá lông vào này. Ok đấy. Chuyện này thì chính ra nó lại mèo nó lại không ra anh em ạ. Mèo nó không ra nhưng mà nó lại ra được bom, lại ra được cá lông. Ok, ghép hai tia luôn cho cá lông. Rồi, ổn rồi. Con này sẽ phải là cái con tùy nữa là nó sẽ gánh đấy. Chuyện này là chúng ta thấy là có những cái thằng nó chơi Ego Seed. Chuyện này có thằng chơi Ego Seed hết sức là nguy hiểm. Chuyện này có con chúa quỷ nó phải có. Ui, gặp Ngân này có mất chuôi không nhờ. Ngân chơi 9 Hunter à? 9 Hunter lên 10 rồi, lên 10 rồi. Ui, thì có mất chuôi không? Nhưng mà tôi lên được những con Goblin 3 sao nó rất trâu ấy nhá, nó rất trâu đấy. Ăn được không? Ăn được không? Vẫn còn con Huy vẫn bomber 3 sao cơ mà. Ui rồi ôi, cắt chuỗi của Ngân luôn. Trận này tôi cắt tới 3 lần cắt chuỗi. Đánh rất là tốt ở đây. Chỉ là nhờ cái Hyperon thôi. Chỉ nhờ cái Hyperon thôi anh em ạ, không hề là lấy công nghệ mech, công nghệ tinh hoa để kiếm 5 tiền lên được 2 sao đâu. Trận này hoàn toàn là nhờ những cái con 1 tiền, 2 tiền gánh hết anh em ạ. Được đấy. Ui, cái trận đấu này phải nói là nó cũng may mắn nhưng mà nó cũng một chút là nó cũng là do là tôi roll, tôi dừng đúng thời điểm tôi roll đấy. Nó rất là đúng thời điểm luôn, những cái con mà nó lên 3 sao. Mặc dù là nó hơi chậm nhưng mà những cái tính toán của tôi rất hợp lý ở trong cái trận đấu này. Anh em có thể thấy là cái pha mà tôi up lên 8 nó cực kỳ hợp lý luôn. Khi mà vừa up lên 8 cái round sau ra con bom. May mắn đúng không? Nhưng mà cũng là hợp lý. Rồi ok, ui, nhưng mà thằng này trông có vẻ to này. Thằng Ego Seed ra được 7 rồi. Ở level 10 ăn được không nhỏ. Thử chết mẹ mất chuỗi rồi này. Hay là thằng này khỏe quá. Ui, mất chuỗi cho thằng Valila. Khả năng là gặp thằng Valila ở chung kết cũng lên. CF Lifa đi ra đi rồi. Ôi rồi, một thằng ra đi nhá. Một Queen ra đi. Một Queen ra đi rồi. Còn Ngân Lemesis vẫn sống. Ngân Lemesis với cả Valila vẫn sống. Nhưng mà thằng Valila bây giờ khá là mạnh. Valila so với những cái đội hình còn lại thì phải cẩn thận. Nó chơi cái bộ Ego Seed nhưng mà trận này nó có 7 anh em ạ. Tức là cái bộ này nó sẽ rất là mạnh. Phải nói là 10 điểm ở trong cái trận đấu này luôn. Trận đấu này bộ này nó 10 điểm đấy. Mà mình thì lại là cái bộ mà nó mạnh bởi cái giáp. Đấy, bọn đấy thì nó lại không sợ. Bọn đấy nó lại đánh xuyên giáp cơ. Thế nên là nó cũng không sợ giáp to. Nên chúng ta phải hết sức cẩn thận với những cái layup đấy. Còn những cái layup như là 9 Hunter thì cũng không sợ lắm. Bởi vì là cái layup 9 Hunter thì nó bắn thì so với cái bọn giáp to như Goblin thì nó cũng không sợ lắm. Đấy, nhưng thằng Ngân này thì thoải mái luôn này. Ngân này thì mấy cái con Hunter này nó bắn vào cái giáp to như thế này thì nói chung là vô tư. Vô tư đi. Đấy, bom này còn có bom lổ một phát là có, hai Hunter nó mỏng mà. Lổ phát là gần như là chết hết rồi. Thằng Ngân này gặp tôi thì chắc là ra đi sớm thôi. Đấy, chỉ là sợ là cái thằng Ego Seed thì hơi sợ. Bởi vì là vốn dĩ là cái bọn Ego Seed nó đã trừ giáp của mình rồi. Đấy, nó trừ giáp đi là nó đã là gần như là không được cộng giáp rồi. Goblin không được cộng giáp lại. Còn bọn đấy nó còn có cả cái hiệu ứng nó là Demon nữa. Hiệu ứng Demon cộng thêm cái con chúa quỷ vào thì nó lại càng mạnh cơ. Nó cộng đam cho toàn bộ đội hình. Sau đấy là chưa kể là đấy, lại đang trong lúc đang làm clip thì có ông Dolet đây này. Dã man ai nhỉ? Để xem nào. Úi dồi, anh em Nguyễn Trung Đức. Anh em Nguyễn Trung Đức thấy lâu không ra clip, bắt ra clip đây này. Bắt up clip hôm nay này. Ok, để tôi xong clip này rồi tôi up lên nhá anh em nhá, bình tĩnh. Cảm ơn anh em Nguyễn Trung Đức nhá. Dã man, anh em dục kinh quá. Khoắn hết cả đít lên rồi đây này. Đây rồi, ok. Trận này xong một cái tôi up lên luôn nhá anh em nhá, anh em cứ yên tâm. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Đây đây. Đấy, chỉ còn có 4 người thôi mà. Chỉ còn 4 người nhưng mà 4 thằng này thì tôi nghĩ là cũng hơi căng đấy. Cũng chưa biết ở đâu. Còn lại đúng 4 ông Queen chơi với nhau. À đâu, có 3 thôi. Tôi làm gì đã Queen. Tôi vẫn King 3. Vẫn King 3 thôi mà, làm gì đã Queen đâu. Hay nhiều anh em còn gọi là Queen trồi thụt. Queen trồi thụt, lên được Queen xong lại xuống King 3 chơi.
Rồi ok, được, chúng ta đến round thứ 30 rồi. Và máu của tôi bây giờ vẫn là 90 máu anh em ạ. Dã man thật sự. Đấy, bây giờ anh em biết là như nào không? Rất là đơn giản thôi, bây giờ chúng ta sẽ kiếm 6 mech này. Chúng ta kiếm 6 mech vào xong rồi chúng ta chơi kiếm công nghệ mech luôn cũng được. Đấy, thắng là chúng ta có công nghệ mech rồi đúng không? Đấy, chơi thế cũng được. Kiếm kẹp wizard vào, chơi ở level 10 cơ, nên là cứ từ từ. Như thế là phải lên 10 cơ. Nên chúng ta cứ kiếm, bây giờ chúng ta đủ bộ rồi, chúng ta đủ bộ rồi, chúng ta đủ 1 tiền 3 sao rồi thì bây giờ nó dễ quá rồi anh em. Chúng ta bây giờ là kiếm đến 3 tiền. Đấy, à kiếm đến 5 tiền 3 sao. Hợp lý chưa? Quá hợp lý. Đội hình nó sẽ rất mạnh nhá anh em nhá. Đội hình nó sẽ rất mạnh. Rồi. Ok. Bây giờ lên 9 thôi, lên 9 thôi, lên 9 rồi lại rốt tiếp, kiếm thêm con mèo nữa. Xong rồi lên 10. Yên tâm, yên tâm, yên tâm. Kiếm thêm một con mèo 2 sao nữa nào. Không có. Bây giờ lo lắng nhất chính là gặp cái thằng Egosit đi anh em ạ. Bây giờ lo lắng nhất là gặp thằng Egosit. Mà khả năng là bây giờ ấy, có lẽ là tôi sẽ lên 10 và tôi sẽ kiếm cái con Squire, chứ tôi cũng không kẹp thêm cái con Wizard vào để tôi kiếm công nghệ đâu, bởi vì có kẹp thêm công nghệ vào chưa chắc đã ăn được ấy. Kẹp thêm cái bọn 6 mech vào chưa chắc đã thắng để mà ăn được đâu anh em. Đấy, không thắng được, khó lắm. Phải sống thì mới ăn, mới có công nghệ mech cơ, có tinh hoa mech cơ. Bây giờ kẹp Squire vào để counter lại bọn Egosit. Lên 10 kiếm Squire. Thậm chí là ở đây chúng ta có thể kiếm hai con Squire 1 tiền cũng được. Sau đó bỏ The So ra là được anh em ạ. Bỏ The So ra. Tôi nghĩ là như thế chứ cái tầm này không trông mong gì vào cái việc. Đây rồi. Được đấy. Không trông mong vào Wizard nữa đâu anh em. Không công nghệ mech gì nữa nhá anh em nhá. Không công nghệ mech nữa. Bây giờ là lên 10. Kiếm thêm một con Squire nữa cho vào luôn anh em ạ. Kết thúc trận đấu sớm. Bởi vì tôi biết là cái bộ Goblin ở trong cái trận đấu này này, nếu mà solo về lết ý là đéo đấm được nó đâu. Đéo đấm được nó đâu. Ờ rồi. Kết liễu lốt ngân. Ngân này chắc là ra đi round này không nhở? Chắc là chưa ra đi đâu. Ngân này chắc là sống thêm được round nữa là cùng. Ra đi không? 15 máu. Ui rồi, nhiều đấy. Quả này chắc ra đi. Ui ra đi luôn. Để lại những cái món đồ gì đây? Nói chung là Hunter ấy mà đấm với cả Goblin, tôi nói thật chỉ ăn được mấy cái thằng 2 sao thôi. Goblin 3 sao thì tuổi gì. Đồ không có đồ cam rồi. Ghép được cái không, lấy cái này. Lấy cái Kira. Kira kích hệ cho Kalong anh em ạ. Được. Thêm một cái búa set. Hai cái búa set à. Cho một con khác cầm. Đây, cho con Soulbreaker cầm búa set cũng được. Rồi. Lên 10 luôn nhỉ. Lên 10 cho Squire vào. Counter cái. Bây giờ đánh toàn thua thôi anh em ạ. Thắng thì đéo thằng này. Bao giờ phải ra được cái con Kalong lên được. Con Kalong lên 2 sao thì may ra có cửa. Cẩn thận nhá, thằng này kinh ấy. Phải hết sức cẩn thận bởi vì nó sẽ dùng cái con ấy để nó bắt cái con cỏ của tôi đấy. Nó sẽ dùng con ảo ảnh để nó bắt cái con Kalong của tôi. Phải hết sức cẩn thận. Vẫn hòa này, hòa là được. Bởi vì mình đang ở cửa yếu hơn. Đây rồi, có trứng rồi, một con Kalong nữa thôi. Kalong. Một Squire nữa, được. Ok. Rồi. Cho hai Squire vào luôn nhỉ. Được không? Ok, hai Squire là thành 3 con. Cho đồ cho Squire để Squire nó lốc sớm. Cẩn thận nhá. Cẩn thận đấy. Thái khôn lắm. Mẹ, đánh nó bắt con của tôi đấy. Nó bắt con của tôi đấy. Tôi biết ngay mà. Mẹ, nhanh lắm. Tôi biết ngay là nó lấy cái con đấy nó bắt. Nhưng mà mình đổi dây cuối. Được quá đi. Ừ, bắt hộ cái, bắt hộ cái. Ra con Squire có lốc xoáy liệu có ăn được không? Lốc có lên.
Ăn được luôn, ăn được không, ăn được không? Vẫn đéo ăn được là sao? Ui giời ơi, lại còn thua. Biết chơi, biết chơi. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Thằng này nó counter được đấy. Nó counter đấy, nó xếp bài counter đấy. Nó đánh đéo khác thì tôi. Cẩn thận. Về căn bản là thực ra là mấy cái thằng như thằng Ngân 1704 kia nó cũng chỉ là đen hơn tôi thôi. Hay thằng Lemesis hay là CS Lipa kia nó cũng chỉ là gọi là đen hơn tôi thôi. Tôi đỏ hơn thì tôi mới được lên trên top cao. Chứ còn nếu mà nói về trình độ thì nó như nhau mà. Nên là cái tầm này là hơn nhau, ăn nhau ở cái nhanh tay với xếp bài thôi. Chứ còn bây giờ phải cẩn thận, phải đọc vị đối thủ. Không được để cho nó bắt. Nó là nó sẽ bắt con cà lông chắc chắn. Còn nếu mà nó không bắt con cà lông thì nó sẽ bắt con Squire. Nó sẽ bắt một trong hai con đấy. Theo đúng theo cái kiểu là tâm lý loài người phải tính toán trước là như thế. Nếu mà là tôi thì tôi sẽ như nào thì đúng là như thế luôn. Nếu mà tôi chơi Aegisid ngược lại nó chơi Goblin thì tôi sẽ bắt con cà lông. Phải cẩn thận. Đấy, mình phải đọc được tâm lý của loài người đó. Đấy, thế đéo nào rồi cũng sẽ bắt thôi. Mà theo tôi tính toán ấy là round sau ấy nó vì về căn bản là nó sẽ không bắt được con cà lông, nên là nó sẽ tính nó sẽ bắt con khác. Và nếu mà nó bắt thì tôi nghĩ là nó sẽ bắt cái con Squire đấy. Phải cẩn thận. Round sau tiếp theo nó sẽ bắt con Squire của tôi. Rồi ok, ghép cái găng tay Kira thôi chứ còn chần chừ gì nữa đâu. Bây giờ chỉ cần ra con cà lông thôi nhỉ anh em nhỉ. Anh em cũng thấy là tôi ở đây, tôi có quả trứng ở đây rồi. Một con cà lông nữa thôi là chắc chắn là trò chơi kết thúc. Bây giờ hiện tại là vẫn đang thua đấy nhá anh em nhá. Vẫn đang cửa dưới đấy. Vẫn đang cửa dưới đấy chứ chưa ăn được đâu. Ui dồi ôi, lần này nó khôn quá. Nó lại đéo sơ warp bằng cái con ảo ảnh. Nó lại cướp skill cái con Squire của tôi bằng cái con Grand Herat. Mẹ thằng này đánh ảo đấy, ảo đấy. Nhưng mà ồ, nhưng mà làm sao? Ui ơi ơi, bị lốc lên có đấm được đéo đâu. Ăn hộ cái bạn ơi. Ui giới ơi. Tưởng như nào. Thôi rồi. À đây là cái round cuối cùng đây rồi. Cà lông ra đi. Tôi nghĩ là phải bỏ con cà lông ra ngoài anh em ạ. Cà lông. Ui đéo có rồi. Rồi xong rồi. Vậy là chưa chắc là kết thúc của cái round này đâu. Tạm thời thì cứ để con cà lông ở ngoài anh em nhá. Cho đối thủ không biết cái vị trí mà tôi đặt vào. Không là nó sẽ swap ngay hoặc là nó sẽ cướp skill luôn. Đấy bây giờ cậu bắt đi, tôi bỏ hẳn ra ngoài này thì cậu bắt đi, bắt hộ. Ờ bắt đi, bắt đi, bắt đi. Bắt đi. Ui giời ơi, cũng chỉ đổi vị trí của cái con Fallen Witcher thôi thì cũng sẽ bị lốc lên. Ờ. Được chưa bạn ơi? Round này tôi ăn được có 10 máu thôi. 10 máu thôi. Ôi giời ơi, 10 máu ấy, ăn luôn không? Chết luôn không? Chết luôn không? Lên nhớ là tôi toàn 3 sao. Ui giời. Làm gì có cái cửa. Mặc dù con cà lông nó mới 1 sao là con chính. Tuy nhiên, cái con quan trọng ấy nó là con Squire cơ anh em ơi. Con Squire nó là con counter toàn bộ đội hình Aegisid luôn. Đấy, lốc lên. Lốc thôi, một lốc lên là còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu. Không đấm được, tay có nhấc lên được đâu mà đòi đánh. Mạnh đấy, đam mạnh đấy. Nhưng mà không được đấm. Thì vẫn thua, nha anh em nhá. Rồi, rất là cảm ơn các anh em thấy hay để lại cho tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những cái clip khác của tôi. Nếu anh em có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái chơi Goblin như nào để chuẩn sách giáo khoa của tuần cơm nhá anh em nhá. Rất hay, tin tôi đi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải siêu phẩm, siêu đẻ với một cái cú flood switch bất ngờ vào cái giai đoạn late game sẽ không làm cho anh em thất vọng. Anh em yêu quý tôi cũng có thể đăng ký hội viên ủng hộ tôi bằng việc ấn vào cái link trên màn hình kết thúc. Xin được cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.